xin chào các bạn chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình android thông qua ứng dụng order food được thực hiện tại website mylad vn mình tên là chế công bình ở bài trước mình đã dẫn các bạn là gì bạn à cách chúng ta sửa cái lỗi mà khi chúng ta gì đúng rồi cái lỗi mà mất gì mất trạng thái chọn đúng không khi mà chúng ta sử dụng với lại review và list view ha à, thì chúng ta đã sửa vết được nó rồi và chúng ta đã hiển thị bằng ăn ok rồi đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ tạm gác tạm gác cái hiển thị bằng ăn lại ha vì các bạn thấy nè nếu như chúng ta có bàn ăn rồi đúng không chúng ta lít vào gọi món nhưng mà chúng ta chưa gì à chưa làm cái nghiệp vụ là gì thêm món ăn đúng không thì chúng ta chưa làm nghiệp vụ thêm món ăn thì chúng ta gọi món thì làm sao mà chúng ta chuyển vào món ăn được đúng như nào thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ làm cái giao diện thêm thực đơn như thế này một giao diện đơn giản thôi thì các bạn có thể là chế là giao diện đẹp một tí cũng được ha thì mình chủ yếu là mình xử lý hướng dẫn các bạn là cách nghiệp vụ chúng ta xử lý thôi còn về giao diện thì các bạn có thể là tinh chỉnh thêm ha các bạn rồi thì bây giờ chúng ta làm diện như thế này thì ví dụ như là khi người design đưa chúng ta giao diện thêm thực đơn ha thì thường không thường là ta thêm món xấu như vậy đâu ha bạn ha tại này là do mình tự nghĩ ra tự mình thiết kế cho nó xấu như vậy đó ha chứ mà người design ta làm đẹp lắm rồi các bạn thấy là ví dụ như thêm thực đơn thì công việc đầu tiên các bạn không phải là ai à, nhìn vô một cái các bạn bay vô các bạn tạo leo các bạn có sai lầm chết sâu liền các ha, bạn ha cái đó rất là sai lầm đầu tiên các bạn cần phải phân tích xem là chúng ta cần những cái leo nào đúng không cần cần những layout leo nào để chúng ta làm được cái giao diện này đó chúng ta cần phải phân tích kỹ cái việc đó chứ không phải mà vô cái à thấy cái bây giờ thấy cái giao diện à giao diện này rồi ok tạo cái leo liền à không nên làm như vậy ha chúng ta ngồi phân tích xem chúng ta phân tích xem chúng ta sẽ sử dụng leo nào đó đúng không để làm gì để chúng ta thiết kế được giao diện này rồi thì bây giờ chúng ta phân tích nè Thế các bạn thấy được gì đây phân tích view mình không quan tâm đúng không đó các bạn phân tích view thì mình có thể xài retail leo như bài trước cũng được đúng không vì mình muốn cho nó ra giữa thì mình có thể xài, xài là radio layout rồi có thể là được như vậy cứ bây giờ còn phần dưới thì sao à phần dưới các bạn thấy là bên đây là phần tấm hình đúng không chúng ta lít vào tấm hình thì nó sẽ mở mở cái gallery lên thì mình sẽ chỉ các bạn sau ha à, bây giờ chúng ta đang là thiết kế layout thôi rồi các bạn thấy là nửa bên phải chúng ta là tấm hình đúng không còn nửa bên trái các bạn bỏ không nhìn nút button đồng ý với nút button hot ha chúng ta sẽ xem bên đây trước và thấy là nửa bên phải là tấm hình nửa bên trái là gì À nửa bên trái là tên món ăn và cái giá tiền Và một cái gì? Một cái binner để chọn loại món ăn Và một cái button là để thêm loại món ăn Đúng không? Các bạn lít vào chúng ta sẽ thêm loại món ăn Đây Các bạn thấy không? Rồi Nhưng các bạn thấy là Rõ ràng bên trái chia đều phân nửa Bên phải chia đều phân nửa Vậy các bạn theo các bạn là chúng ta nên xài leo nào? Relative leo à? Relative leo chúng ta định thằng này với set, set gì? Set, set, set thức cứng các bạn Có nên không? Không nên đúng không chúng ta xét cứng sau này chúng ta gì qua đa màn hình chúng ta phải chỉnh lại cái giao diện cứng nữa nữa đúng không chỉnh lại cái thông số cứng nữa nữa thì rất là à, rất là mệt đúng chưa vậy có cách nào mà cho phép nó chia đều hai nửa như thế này hay không leo nào cho phép chúng ta làm đó các bạn à đúng rồi linear leo linear layout gì chúng ta sử dụng được tính là Layout web cho này một này một thì sao à tự động hang này có gì có tỷ trọng bằng nhau thì nó sẽ chia đều hai bên trái và phải thì tương tự như vậy thằng button này đồng ý và thanh thoát nó cũng ăn theo cái việc đó ha rồi bây giờ chúng ta gì sử dụng vậy đây các bạn đúng rồi ha relative layout và linear layout rồi bây giờ chúng ta tạo layout mình sẽ tạo một layout mình đặt tên là layout đăng ký à, xin lỗi các bạn layout là thêm thực đơn ok rồi như lúc nãy mình nói là chúng ta cần có một cái relative layout đúng không Tại mình muốn Thật ra là Linear layout cũng canh giữa được vậy Ha Cũng canh giữa được Rồi Sử dụng linear luôn cũng được nè Mình sẽ Cho các bạn xem Nó canh giữa như thế nào Thế ví dụ như Mình có một cái test view Đúng không Một cái test view Mình có là Wrap content for Wrap content À Lúc này gì Nếu mình để wrap content Đúng không Các bạn xem nè Mình thêm cái đoạn test ha Này mình tạm thời Xét test cứng Để mình test ha Test cho các bạn xem Android 2 chấm Test Ví dụ như đây là thêm thật đơn. Được chưa các bạn? Thêm thật đơn. Rồi, bây giờ mình thử muốn cho nó ra giữa xem mình có thuộc tính nào nha. Các bạn thấy là mình đang ở gì? Đúng rồi, lên ha, cho ra giữa thử xem. Gravity đúng không? Thấy các bạn thường thường là gravity center. Ra giữa các bạn. À ra giữa liền chứ đúng không? Làm sao mà không ra giữa được? Đúng như nào? Rồi, chúng ta thử để này lại máy parent. À rồi này là real gravity. Thì các bạn xem sao cũng sao các bạn cũng ra giữa đúng không nào vậy các bạn theo là chúng ta nên sàn nào à chúng ta sàn kia đi đúng không leo ra đi nó hay hơn tại sao chúng ta lại sàn kia sàn kia vậy nó kiếm khoảng dung lượng chống hai bên rồi đúng không nào rồi vậy các bạn thấy là chúng ta có test view là thêm thực đơn rồi đúng chưa rồi chúng ta định cái uh, test size đồ canh margin rồi cho nó đẹp đẹp ha test size chúng ta cho 18 đi rồi cho nên đậm cái nè thì cái này một chút nữa chúng ta xét gì các bạn à, xét Set, set động lại sao đúng không nào chúng ta canh margin cho nó là 10 db đó cho nó sẽ xuống 1 tỷ ha rồi tiếp theo các bạn thấy là chúng ta đã có được cái tiêu đề thêm thực đơn rồi đúng không Vậy chúng ta tiếp gì các bạn à các bạn thấy là gì chúng ta cần có có gì các bạn đây là một cái linear layout đúng không ở đây là một cái image view đơn nào được các bạn được đúng không thì các bạn thấy là đây nè các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy gì Để mình mở bên lên ha Rồi Các bạn thấy là có phải giao diện chúng ta gì Đầu tiên là chúng, do chúng ta xài lên đi lao đầu tiên đúng không Thì có phải thằng này nó chia được 3 phần Giao diện chúng ta chia 3 phần Đây Đúng không nào phần đầu là gì Chúng ta xài lên đi lao ha Chúng ta đang xài lên layout dạng là Dạng gì các bạn Vertical đúng không Vertical nghĩa là hiển thị từ trên xuống dưới đúng chỗ nào Thì Các bạn thấy là gì? giao diện chúng ta chia, chia làm 3 phần Đầu tiên là cái tiêu đề đúng không? Nè, đầu tiên là đầu tiên là tiêu đề phần thứ hai gì? phần thứ hai có phải là gì? từ tên món cho tới dấu cộng đây không? đúng không đây? đúng chưa các bạn? phần thứ ba là gì? của vắt tên đồng ý và tên thoát. được chưa? các bạn chúng ta chia ba phần đúng không? vậy phần đầu test view mình có chưa? có rồi. đúng không vậy mình còn gì các bạn? chúng ta đang lên lanier lao mà vertical nè các bạn thấy không? các bạn là từ trên xuống dưới không đây? từ trên xuống dưới. À, chúng ta chia làm ba phần. rồi tiếp theo là phần nội dung giữa thì lúc này chúng ta sẽ phân tích nội dung giữa chúng ta chưa phân tích nội bất thì các bạn như các bạn như mình nói là gì chúng ta có một cái lên lao khác đúng không dạng là horizontal đúng như thế nào đó để chia cho nó ha, nằm cho gì từ trái sang phải đúng chưa để cho nó thì từ trái sang phải rồi max parent thằng này là wrap content ha cái nước bạn để max parent thì nó sẽ mất luôn của button của mình rồi mình dạng hiển thị gì các bạn horizontal android 2 chấm uh, orientation đúng không chúng ta cần từ trái sang phải mà rồi chúng ta từ trái sang phải đúng không rồi các bạn xem nè tiếp tục nè nếu từ trái sang phải thì bây giờ nếu mình để một cái lên thôi ha mà mình để từ trái sang phải giờ mình thử thêm trước một cái edit test nha Một okay, cái edit test wrap content wrap content ha không, mình để map parent đi map parent đi ha map parent rồi map parent vì chúng ta đang uh đang cần vì chúng ta muốn cho nó hiển thị đều luôn chúng ta sẽ match parent đúng chưa rồi bây giờ lỡ mình thêm một cái image view à, các bạn thấy là từ trên xuống dưới đúng không mình thêm gì thêm cái image view thì nó chỉ hiển thị image view thôi vì làm sao giá tiền nằm dưới này được đúng không vậy các bạn thấy là gì trong thằng linear layout horizontal này chúng ta chứa gì đúng rồi thêm một cái linear dạng vertical để chứa cái phần bên đây đúng chưa à chúng ta bỏ cái này đó linear layout dạng dạng gì đó các bạn cũng là map luôn chúng ta không khách sáo gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì kích thước nó chịu ảnh hưởng bởi thằng bởi thằng cha nên chúng ta map barren thì nó map barren với thằng Linear này ha. Nếu như chiều cao chúng ta cũng map barren thì nó là gì? Nếu như này wrap content thì này cũng là map barren của một wrap content này. Được chưa các bạn? Rồi bây giờ chúng ta có lania dạng vertical. Orientation. Vertical. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bố trí mấy cái dev view uh, edit test chúng ta nè, một cái nè. Map parent Bây giờ mình thích McLaren là mình McLaren thôi Đúng không nào Rồi test thứ hai à, Chúng ta cứ bố trí hết đi rồi chúng ta định luật tính sao cũng được Đúng không hai đứa test một cái binner Đó các bạn thấy không Một cái binner nhưng bạn lúc nãy các bạn thấy nè để ý kỹ nè Binner sao À binner với thằng button này gì Lại nằm từ trái sang phải vì chúng ta có gì đây Đúng rồi có thêm một cái linear layout nữa Thấy không à, Cứ mạnh dạng thấy là cái thiết kế thôi gì các bạn Spinner đúng chưa mình cứ để map baron luôn chả cách sáu gì hết thấy là quốc map baron cho mình rồi sau đó là gì vì chúng ta tính theo tỷ trọng mà đúng không T vì tính theo tỷ trọng nên chúng ta cứ để map baron ha rồi tới đó là cái button à, mình đây mình cho cái gì đây nè đây button này có cái hình đúng không vậy mình cho nó là image button được chưa image button đó mình cứ để là wrap content thôi đúng không wrap content các bạn để map parent cũng được cũng được ha nhưng mà nên để ra content thôi rồi thì chúng ta các bạn thấy báo lỗi những nhiên báo lỗi là rơi vào một cái báo gì đây no orientation đúng không vậy là đó gì à chúng chúng ta chưa định orientation thôi rồi đây là vertical được chưa rồi này nó có hình đúng không cái hình dấu cộng đó là hình mặc định của android các bạn các bạn có thể lấy hình mặc định của android các bạn gọi là suột ha gọi tới là a à, cộng android được chưa các bạn các bạn gọi tới rival cái này là các bạn gọi tới thư mục rau mặc định của Android ha gọi các bạn tìm tới là IC LED. ha thì nó ra cái button đó rồi các bạn thấy là về mặt lý thuyết các bạn thấy ok rồi nhưng bên giao diện sao lại không hiển thị ra theo ý chúng ta muốn đúng chưa đúng không rồi các bạn thấy là từ trên xuống dưới đúng không đây chúng ta đã có được cái phần bên trái rồi nè và cái phần bên trái đó là gì phụ thuộc vào layer này đúng không vậy chúng ta có thêm cái gì image view cho phần bên phải À, mình cứ để map baron luôn Đó, mình về cho phần bên phải Được chưa, rồi mình gán một cái chuột Mình cho nó đại một cái hình nào đó đi ha Cho nó đại một cái hình nào đó Có trong uh, background header đi cũng được Cho đại một cái hình Rồi, nhưng bạn thấy nè Chúng ta thiết kế như vậy nó chả ra một cái gì cả đúng không Bởi vì sao, bởi vì ở đây tất cả mình đều để map baron Nếu như mình để map baron sao à, Nó điều chí mất dung lượng rồi đúng không Đúng không các bạn, điều chí mất dung lượng rồi Đúng chưa, ví dụ như để này Alinea này, map baron đúng không có phải các bạn thấy là Linear này với thằng gì Image View nó cùng cùng cấp đúng không nếu như này map Baron thì gì nó đã chiếp, chiếm chiếm mất khoảng không gian rồi cho nên cho dù thằng này các bạn có gọi map Baron đi nữa thì nó vẫn ưu tiên thằng linear out đúng chưa rồi thì bởi vậy mình mới nói là gì chúng ta vì vì chúng ta canh thì tỉ trọng nên chúng ta mới làm map Baron trước bạn đổi là rap content nè đổi cho đoạn content đó các bạn thấy không là các bạn thấy liền thôi nhưng gì nó không có đều đúng không nó không có đều nên bây giờ chúng ta sẽ canh thử trọng thì tỷ trọng gì có phải là thằng tỷ trọng là thằng bên đây là nguyên cái thằng lady leo này là một đúng không đúng không và nguyên thằng này là một đúng không thì đây mình canh theo tiêu trọng android leo à leo web một được chưa rồi một là mới gì mới mới cho này hiển thị thôi bây giờ mình cho thêm hạng image nữa đều chưa các bạn đều rồi đúng không đây đều rồi nè đó đúng như nào rồi thì cái hình các bạn có thể canh chiều cao là 150db thôi đừng cho nó rộng quá ha thì chúng ta có thể sửa lại sau sửa lại xét cứng như là mình có 150 dB sẵn rồi nè rồi sau đó bây giờ chúng bạn là thấy edit test đúng không thì chúng ta chỉ cần gì à sẽ bắt rau cho nó Android bắt rau bắt rau chúng ta là gì các bạn màu trắng đúng không thông thường chúng ta sẽ là màu trắng muôn thở rồi ha đó màu trắng à, bắt ra màu trắng rồi nhưng các bạn thấy là gì khi chúng ta xếp bắt màu trắng lên các bạn thấy là ồ oh, ADT chúng ta tại sao chiếm hết vậy bởi vì sao các bạn à, chiều cao chúng ta là mét mà đổi lại ha đó đổi lại ở à, test là các bạn nên nhớ là chúng ta chỉ gì mét chúng ta cần đâu cần canh tỷ trọng là từ trái sang phải đúng không vậy chúng ta chỉ mét bao thằng nào thằng chiều rộng thôi đúng không thằng chiều rộng thôi rồi thằng này nè nhưng thằng này chúng ta lại mét bao nào đây thằng chiều cao đúng không đó chúng ta vẫn mét bao chiều cao được bởi vì sao vậy chúng ta là horizontal đúng không còn chúng ta để ra content luôn đó cho nó đẹp cũng được rồi cái chúng ta định leo web nè Hôm này vẫn chưa thấy đúng không chúng ta thêm cái leo web vào cho nó gì cho này chiếm một phần được chưa đó còn lại là của thằng kia Ha à, đó rồi chúng ta sửa để test lại ha cho này thêm cái color nè rồi chúng ta canh gì canh mật ghiên ra cho nó phải chừng 10 db à, cái mặt gin kia luôn 10 dB rồi chúng ta canh bedding cho nó canh bedding cho nó đến chi các bạn cho nó nhìn thấy nó rộng rộng một tí ha chứ để nó chật quá thì giống như là người dùng nhìn vào nó sẽ hơi gò bỏ một tí đó thì tương tự pinner cũng vậy Pinner chúng ta vẫn canh gì mặt gin và bedding được mà đây mặt gin và cho bedding luôn đó được chưa các bạn thì tương tự cho thẳng button đúng không em bật button copy này thảy xuống rồi sao nó có chút ép nha đúng không các bạn thấy là theo lý là nó phải rộng đúng không đơn giản lắm các bạn chạy lên thì các bạn sẽ thấy ha mà chưa chúng ta chưa xét gì hết thì làm sao chạy lên được đúng không rồi chúng ta xét gì background cho nó cho nó có thêm tí màu mè đi ha rồi hai chấm background à, color thì các bạn thấy đây là chúng ta có một đống màu sẵn đây là các bạn cho màu nào cũng được ví dụ như các bạn cho màu xanh lá cây thì cũng được à, cho màu xanh lá cây nó cũng được rồi bây giờ tới là gì hai nút button ok và đồng ý các bạn thấy là nó nhỏ như vậy không phải đâu ha nè đây này rap container đúng không là nó vừa nó vừa với kích cỡ hình rồi không phải nó nhỏ đâu ha các bạn bỏ thì ra các bạn bỏ cái này luôn cũng hành nhưng không thành vấn đề gì hết được chưa các bạn ha rồi bây giờ chúng ta còn lại hai button hai button chúng ta đây các bạn à cũng từ trái sang phải vậy chúng ta là linear layout ha đây chúng ta ra tới đây rồi đúng không này là của con này linear này là của nguyên cái dòng này đây vậy là chúng ta phải là linear layout cuối cùng đúng không rồi chúng ta sẽ có một cái linear layout nữa ha nó là gì map parent đây là wrap content ở đây chúng ta sẽ chứa hai cái button chúng ta đây chiều rộng với như là map parent ha chiều cao là wrap content bởi vì chúng ta muốn gì muốn chiều cao nó ôm chọn chọn nội dung chữ ha test uh, a cộng chuyên đồng ý đúng không rồi chúng ta có một cái nữa là thoát thoát rồi các bạn thấy là gì đây chưa ổn đúng không định orientation cái horizontal rồi bây giờ chúng ta về đây các bạn để cho hai thằng này nó đều À đúng rồi thằng này lao Quét là một Thằng kia cũng là À là một Đúng không cho thằng mỗi thằng một một Thế là nó đều Thấy chưa các bạn thấy không Chỉ cần thêm vào là nó đều ngay Rồi copy quỷ này đem xuống cho hai nó Đây tặng anh này anh phát Tặng anh bất tin này ha Tặng cho anh thức tin này hai tính này Rồi tặng tiếp cho anh này hai tính này rồi xét chẳng hai, hai cái gì hai cái color đúng không hai color các bạn muốn cho màu nào cũng được thì các bạn thích ha thì các bạn các bạn có thể lên mạng các bạn tìm má màu và các bạn muốn má màu đó các bạn thích thì các bạn cứ thảy vào thôi cũng chả vấn đề gì hết rồi tiếp tục anh này mình cho background color đó mình chơi màu nó nổi một tí rồi như vậy các bạn thấy là gì tạm mẫu đúng không như lúc này gì a à, test nó còn đúng rồi nó còn trắng của chúng ta xét test lại giống như bên kia thôi test lại gì đó các bạn như là tên món ăn ha, định test về đỡ đi rồi chúng ta sẽ có ở đây Android test color màu ray ha màu ray chúng ta cho màu ray hết đó cho nhìn giống như là nó mờ mờ ảo ảo các bạn thấy nó đẹp đựng tí ha tiếp tục này à ở đây chúng ta là hin ha vì chúng ta nhắc lệnh mà nhắc người dùng nhập vào tên món ăn đó đây cũng là hin luôn ở đây là giá tiền ha giá tiền thì món ăn phải có giá tiền chứ đúng không giá tiền rồi color ray hint đúng không thì chúng ta sẽ có gì đây hint color cũng là ray copy này xuống rồi các bạn thấy là về mặt giao diện chúng ta đã thiết kế gì các bạn ok rồi đúng không đây về mặt giao diện đã ok bây giờ các bạn thấy là chúng ta đã tạo xong giao diện rồi thì sao các bạn đúng rồi chúng ta cần phải tạo ra một java để load giao diện này lên đúng không? Thì, thì bạn thấy là gì? cái giao diện mặc định của chúng ta khi ban đầu á, là cái trang thêm thực đơn chúng ta là cái phần menu đúng không? phần menu bên trái, bên trái các bạn chúng ta có danh sách thực đơn đúng không? bây giờ muốn list danh sách thực đơn đó thì nó thị danh sách thực đơn và có một cái button thêm thực đơn giống y như là thằng thêm mà ngăn vậy thì list vào cái button đó thì nhảy vào đây à rồi bây giờ mình sẽ tạo cái một cái gì một cái layout là thêm thực đơn được chưa các bạn? À, mình để là layout hiển thị thực đơn ha một cái layout là hiển thị thực đơn được chưa thì khi click vào hàng layout khi vào layout hiển thị thực đơn này thì nó chỉ nó cho phép chúng ta thêm thực đơn ha thì này nó chỉ có duy nhất một cái review giống y chang thằng bạn ăn các bạn chỉ có duy nhất một cái review thôi review cứ mạnh dạng để map parent vì chỉ có một mình nó à ha mình sẽ đặt tên luôn id uh, review hiển thị thực đơn đó Đặt tên cho nó luôn Thiếu chữ gì các bạn À, à, cộng, cộng đi Rồi, chúng ta có nó Có nó thì sao các bạn Có view thì chúng ta Cần activity đúng không Nhưng các bạn thấy là Chúng ta gì Chúng ta click vào menu Thì nó add thẳng vào Và nó còn menu Vậy các bạn thấy là chúng ta tạo gì Đúng rồi Fragment À, vậy chúng ta tạo fragment À, giống như bạn ăn vậy đó Thì đây sẽ là hiển thị Hiển thị gì các bạn Ở à, thực đơn fragment đó được chưa ok thì cái phần này nhanh rồi cái phần này nhanh rồi ha các bạn ha các bạn đã quen quá quen thuộc với chúng ta rồi thì đây sẽ là app comeback activity rồi chúng ta sẽ à, xin lỗi các bạn oh, quen thuộc quá cái quốc nhanh quá cái lộn ha vì chúng ta đang là gì à, fragment. pháp mình đây sẽ là pháp mình đó rồi đây sẽ kết hợp là on on review ha rồi chúng ta vậy các bạn tạo layout cho nó bằng cách gọi tạo một cái view view bạn in later chấm inlet số chúng ta gì r chấm layout à các bạn lưu ý biến r lúc này rất là nhiều chúng ta chọn order chấm layout chấm gì đây các bạn layout hiển thị thực đơn đâu rồi đâu rồi layout hiển thị thực đơn đây Barrel là cái bạn à barrel là container nè đúng không rồi cái root À, thằng gì boolean attack to root thì chúng ta không có chúng ta sẽ là phone rồi chúng ta có layout trả layout ra view được chưa rồi chúng ta trả layout rồi thì bạn thấy là gì đây bây giờ chúng ta cần xử lý cái chức năng ha xử chức năng là có phải là khi chúng ta lít vào cái menu thêm thực đơn thì sao các bạn chúng ta sẽ add phép mình này vào thế cho thằng phép mình hiển thị bằng ăn đúng không vậy chúng ta trả lại gì Đúng rồi, trở lại cái thằng à trở lại thằng trang chủ. Đúng rồi ha, bà nào nói trang chủ đúng. Vì sao? Không phải là trang chủ là lúc uh, bên à uh, navigate, navigate uh, yeah, navigation view đó. navigation view là chúng ta đã xử lý cái nút lít trang chủ đúng không? Thì bây giờ chúng ta nếu chúng ta lít vào thằng thêm thực đơn thì chúng ta chỉ add gì? Đúng rồi, F thêm thực đơn. Rồi. SK. Okay. R.ID. chấm chấm như các bạn. I item, item gì? trang chủ thêm bàn ăn thanh toán à item gì đây đúng không chúng ta không nhớ rồi mình không đây mình không nhớ ha bây giờ mình phải mở lại cái gì thằng menu ra coi đây item menu à chúng ta mới chỉ có một thằng là thêm bàn ăn thôi ủa đâu phải đâu phải thằng này là menu đây thằng này mới đúng nè là menu trang chủ nè này chúng ta chúng ta chưa đặt id ha id id là gì các bạn item thật đơn đúng không thật đơn rồi sao lại tắt nó đi đúng không nào chúng ta quay trở lại thằng trang chủ tvt chúng ta bắt k r chấm id thật đơn à rồi chúng ta gì à, chúng ta phép mình y chang như kia vậy copy luôn giống nhau ha giống nhau thì copy được chưa thì chúng ta đây là đổi lại thôi đây là trên hiển thị thật đơn à rồi ở đây sẽ là gì đây các bạn Hiển thị thực đơn Fragment Copy qua đây ha Đây chúng ta sẽ là hiển thị thực đơn ha Rồi ở đây sẽ là hiển thị thực đơn Fragment Đây là Hiển thị thực đơn à, Rồi item chấm check kịp phần chu Đóng lại được chưa Rồi bây giờ chúng ta chạy lên thử ha Rồi ok Thì bạn thấy được rằng gì? Có phải là khi chúng ta làm app chúng ta cần phải xác định được chúng ta làm cái gì trước cái gì sau đúng không? Để chúng ta tránh chúng ta bị rối ha. Rồi, nhập vào cái nick chúng ta nào. Vô. Rồi, đây, lúc nãy chúng ta xử lý lúc này các bạn. Đó, qua giao diện của thêm thực đơn rồi đúng không? Đây, đây là giao diện của thêm thật đơn. Ha, lít lại giao diện của thằng bạn ăn, lít qua giao diện thêm thực đơn, đúng chưa? Rồi, có phải là bây giờ muốn là giống như bàn ăn vậy, lít vào giao diện thêm thực đơn thì mình có gì đấy các bạn? À, một một cái menu là thêm thực đơn, đúng không? Một cái menu thêm thực đơn. Rồi, thì menu thêm thực đơn thì sao các bạn? Chúng ta làm đâu đây? Có phải là khi chúng ta lít vào đây nè, chúng ta lít vào bàn ăn, bàn ăn có menu riêng đúng không? Lít vào thẳng, thực đơn, phải thực đơn phải có menu riêng đúng không? À, vậy chúng ta sao các bạn. Menu này nằm đâu? Đúng rồi, nằm bên thêm thực đơn ha. Thêm thực đơn, thêm thực đơn đâu rồi? Đây hiển thị thực đơn mới đúng xin lỗi các bạn hiển thị thực đơn rồi chúng ta sẽ set menu cho nó một cách gọi với các bạn à đúng rồi set h option menu true rồi được chưa các bạn rồi chúng ta thêm gì on create, option menu à, on create, option menu đây và sự list của menu là on option menu à, on option item selected được chưa các bạn rồi chúng ta add item y như là thằng gì à, đúng rồi nhưng thấy bạn thấy thì bạn ăn vậy vậy chúng ta copy được không copy menu copy phần này cho nó cho nó nhanh Còn một công chúng ta nhớ mà chúng ta gõ lại đúng không copy đi cái nào có rồi cứ copy ha này xong rồi bỏ nào xong rồi chúng ta tắt đi cho nó đỡ ấy tắt trang chủ luôn leo thêm thực đơn leo thêm thực đơn là chúng ta mới xài đúng không thì bằng ăn hết xài rồi tắt nè hết kết tầm hết ăn nè tắt nè rồi quăng vào đây nhưng bạn thấy gì đây chúng ta đỡ đây là item thêm thực đơn đúng không mà chúng ta có chưa chưa thì chúng ta qua đây chúng ta xử lý ha à, tạo item đó ra item android id cộng id item thêm thực đơn rồi có cái chuỗi android hai chấm title thêm thêm thực đơn à chưa có chuỗi đúng không chúng ta chưa khai báo chuỗi ha vậy là phải khai báo chuỗi trong đây string name bằng thêm thực đơn. thêm thực đơn. Như chúng ta còn gì nữa các bạn? Tên món ăn nữa đúng không? Chain em bằng tên món ăn. Tên món ăn nè. Chúng ta còn cái đó nữa ha. Rồi chúng ta có giá tiền nữa đúng không? Chút nữa chúng ta có một công quay lại lên chúng ta khai báo giá tiền. Rồi chúng ta còn gì nữa các bạn? tên món ăn giá tiền chờ trang gì thêm thực đơn rồi đủ rồi đó ha rồi chúng ta hết xài rồi tắt bây giờ chúng ta gì đó các bạn quay trở lại menu đổi lại item thêm thêm thực đơn được không được đúng không đây sẽ là thêm thực đơn à, đổi lại đây là gì r ra bộ thêm bàn à vì chúng ta kiếm gì kiếm cái hình thêm thực đơn ha thì bạn thấy là hình thêm thực đơn chúng ta sử dụng là hình cái cái hình mà ông già cầm cái mâm được các bạn được đúng không thì đây chúng ta để là logo đây để đây logo 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 đăng nhập thì trong đây mình chúng ta đã copy uh, lúc đầu rồi đó các bạn đây nè ha copy lúc đầu rồi rồi sau đó xem ít được rồi đúng không được rồi ha rồi chúng ta sẽ lấy trên clip luôn đi in id bằng bằng item chấm get get item id rồi chúng ta về đây làm một cái whisky with id with ski ok vậy đây bạn r id chấm a thêm thực đơn đó nếu nhìn hình thằng này được lít ha chúng ta rác lại à xử lý lít luôn ha nếu nói gì nếu như là thằng này nó được lít đúng không thì chúng ta chuyển qua gì đúng rồi chuyển qua leo thêm thực đơn đúng không mà chúng ta chưa tạo đúng không chưa tạo thì bây giờ chúng ta thì chúng ta chạy lên xem nó được chứ đã ha các bạn lưu ý là chúng ta làm tới đâu chúng ta chạy lên xem tới đó đúng không chứ không là chúng ta làm một lèo xong cái chúng ta chạy một lần hình như các bạn làm một lèo các bạn chạy một lần á thì sao các bạn nó gặp một lỗi một phát thôi à, các bạn dò rất là mệt nếu như các bạn chạy tới đâu các bạn test tới đó chạy tới đâu test tới đó thì sao chúng ta an toàn hơn ví dụ như nó, nó lỗi cái đó thì chúng ta biết à nó lỗi cái đó chúng ta sửa ngay lập tức rồi đây phạm tuân mở vào năm sáu thêm thực đơn chúng ta đó có rồi đúng không lít vô à chỉ có lít rồi nè thấy không đó lít vô rồi đó rồi à có nhiều lúc các bạn hỏi là Bây giờ là lít vào thằng thêm thực đơn đúng không? Thì thằng này phải là title thêm thực đơn chứ không phải app order food. Rồi một chút nữa mình chỉ các bạn sửa luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta làm chức năng thêm thực đơn. Thì bạn thấy là gì? Chúng ta đã tạo ra là một cái layout thêm thực đơn rồi. Đúng không? Đây, layout thêm thực đơn rồi. Ở hiển thị, này là hiển thị còn thêm thực đơn data. À đây. Thêm thực đơn rồi đúng không các bạn? Chúng ta tạo layout rồi. Đúng chưa? Bây giờ mình muốn lít vào thằng này. Thì hiển thị quan này, đúng không thì bạn thấy lần này chúng ta cho gì đây à, cho nó là activity đi dạy chúng ta cho phép mệnh đúng không chúng ta làm bắt up đâu được đâu tại vì nó quá nhiều dữ liệu chúng ta cho bắt up thì không không được đúng không chúng ta cho nó activity vậy mình tạo cái activity chữa nó đây sẽ là thêm thật đơn activity rồi mình kế thừa lại extend add activity kế thừa lại vòng đời on create right. rồi chúng ta xét giao diện cho nó Xét content view r chấm các bạn layout chấm thêm layout thêm thực đơn thêm thực đơn được chưa được rồi đúng không vậy là xong rồi bây giờ chúng ta chỉ cần qua đây chúng ta gì bắt sự kiện list của thằng menu đây bắt này thì cho nó chuyển qua gì chuyển qua thêm thực đơn ở tpt à, giống như dần về đây à, giống như thêm bằng ăn thôi rất là đơn giản luôn chúng ta tạo cái content ý ý gì đó các bạn thêm thực đơn bằng new tên get activity đúng không tại chúng ta đang ở đâu phép mình à, chúng ta gọi get activity để lấy gì gọi từ activity chứa phép mệnh qua cái thẳng thêm thực đơn activity rồi thêm thực đơn activity lab à, các bạn thấy gì chúng ta chỉ áp dụng những cái những kiến thức chúng ta đã học rồi là chúng ta đã làm được rồi đúng chưa nào rồi chúng ta chỉ cần start activity chuyển thêm thực đơn vào sell lại chạy lên thế bạn chạy lên để xem giao diện như thế nào Để chúng ta chỉnh sửa sau cũng được hả các bạn. Không hình vấn đề gì cả. Ok. Rồi, nhập vào. Phạm Tuấn. Mật khẩu. 56. Ồ, thất bại hả? 1 2, 3 4 5 6. nhập tới 1 tới 6 mà còn không được nữa. À, cách ra là dư đúng không? Không phải là mình nhập sai rồi vô lít à lỗi đó các bạn thấy lỗi vì sao nè mình biết lỗi là mình biết bị lỗi nào đó nhất có thể là một số bạn sẽ không biết liền đâu thì các bạn chỉ cần kéo lên các bạn xem lỗi thôi đây activity not full vì sao các bạn à chúng ta mới tạo ra activity mới mà đúng không mà chúng ta gì chưa khai báo trong Android Manifest thì những báo lỗi là phải rồi ha rồi quất nó activity thêm thật đơn đóng lại được chưa các bạn chạy lên thì đối với activity á, các bạn muốn đổi tiêu đề á, thì các bạn có thể vào đây các bạn đổi nhưng fragment mình thì nó khác ha phát mình thì chúng ta phải lấy tool bar thì chúng ta mới đổi được thì một chút nữa các bạn mình chỉ các bạn cái việc đó bây giờ chúng ta chạy cho nó ok cái đã hơi lâu nhỉ rồi vô Rồi quất nó Rồi thêm thực đơn Đó được chưa các bạn Được rồi đúng không Nhưng bạn thấy gì đây Thì không không sao đâu bởi vì sao Bởi vì cái thằng Bích tinh này nè Nó ăn theo giao diện của thằng này ha, Vì này gì Thằng này nó chưa có nội dung á Cho nên bích tin chúng ta nó bị bé bé như vậy thôi Thì các bạn có thể canh chiều cao cho nó cũng được ha thì các bạn có thể chỉnh lại do các bạn thấy là do Pinner thì sao các bạn chúng ta chưa khai báo đúng đúng không thì Pinner nội dung nó nó gì nó chưa hiển thị ra các item thì nên nó bị như vậy thì chúng ta thử khai báo đúng Pinner đi lúc là, lúc nãy là Pinner chúng ta chưa đặt id đúng không hiển thị thực đơn thêm thực đơn đây đây Pinner nè chúng ta cho nó cái đi đi android hai chấm id Pinner Pinner binner, binner. binner vậy các bạn à lỗi lỗi món ăn đó lỗi món ăn rồi các bạn thấy bên nó bị như vậy cũng không sao ha khi chúng ta đổi dữ liệu lên thì tự động cái gì kích thước này nó sẽ chàn ra thôi tại vì nãy bị ảnh hưởng bên bên nè ha rồi không thành vấn đề gì cả ok chưa các bạn rồi nếu như các bạn vẫn còn băn khoăn thì các bạn sao các bạn đem này mà game quăng ra trong này đó ha nhưng mà các bạn thấy là gì nó càng ngày càng ép có chút éo à ha Dạ, không công đơn à, để đây được chưa rồi ok tạm thời như vậy đi thì chúng ta đổi dữ liệu vào thì các bạn thấy là nó sẽ khác ngay thôi thì các bạn thấy là gì đây phần thêm thực đơn chúng ta đã làm được rồi ha Bác lại nè đó được chưa rồi bây giờ chúng ta thử đổi tiêu đề các bạn thấy là chúng ta lít vào thằng trang chủ đúng không thì các bạn thấy là dược gì thằng đi bằng ăn đây là phép mình thằng này cũng là phép mình đúng không bây giờ mình lít vào trang chủ thì nó phải đây phát hiện là trang chủ cho mình chứ làm sao áp áp food phút được đúng không rồi mình lít vào thằng thực đơn này nó phải là thực đơn cho mình chứ làm sao áp phút được đúng chưa rồi bây giờ chúng ta xử lý như thế nào à thì cái phần biner thì các bạn thấy là khi chúng ta đổi dữ liệu vào nó sẽ khác ngay thôi rồi bây giờ chúng ta quay trở lại phép mệnh các bạn thấy là gì có phải là khi chúng ta lít vào thằng phép mệnh thì chúng ta phải gì phép mệnh chúng ta được add vào thì nó sẽ thể thay đổi title của thằng này được chưa để các bạn bây giờ chúng ta làm cách nào đây rồi chúng ta quay vào phép mệnh à, hiển thị thực đơn rồi kéo lên rồi các bạn thấy nè Bây giờ đổi để đổi title tò các bạn các bạn sẽ trước tiên các bạn cần xác định được là cái thằng title này là cuốn nào đúng không? Tay tò này là cuốn nào đó các bạn thấy chưa? Mình đã đổi mình đã thử đổi thử nào các bạn thấy là đường được đúng không? Đó ví dụ vào thực đơn đổi vào thực đơn vứt vào trang chủ nó phải đổi là của trang chủ lít vào nhân viên thì nó phải đổi là của nhân viên đúng không? Thì vậy trước tiên các bạn xác định là cái tool bar của nào các bạn à nó của thằng trang chủ chấm activity đúng không? Rồi các bạn đã xác định được gì? phép mình thật đơn nó là một phép mình của thằng nào à phép mình được add vào thằng trang chủ trong activity vậy thông qua phép mình chúng ta lấy được activity đúng không rồi chúng ta lấy được tuần không được chứ đúng không rồi mình thử nè mình lấy activity mà phép mình ẹt vào thì cụ thể là chúng ta biết được nó là phép mình trang chủ đúng không get activity mình thử ha get support action ồ oh, sao không có nhỉ đúng không thì nó, các bạn đơn giản các bạn hiểu như vậy khi bạn gọi get activity nó chỉ hiểu là đây là một activity nhưng nó chưa không hiểu được activity này là của thằng nào à vì nó không hiểu được activity là của thằng nào cho nên nó không biết là activity này có action 3 hay không cho nên nó sẽ không có được tính get support action 3 được không các bạn à rồi bất nhiên các bạn xác định lực gì các bạn thấy lúc này là thằng trang chủ activity chúng ta là gì à, nó là một trang chủ luôn và gì tất cả các mình đều add vào nó đúng không nên cho nên khi chúng ta gọi get activity thì sao các bạn thằng này chính là trang chủ activity và chúng ta chỉ cần ép kiểu nó về trang chủ trong fpt ép kiểu nó à ép kiểu nó liền rồi chấm get support action bar được không lúc này thì được đúng không rồi chúng ta chấm gì đây các bạn set lại cái thay thôi à Title chúng ta thêm động đúng không chúng ta gì đây các bạn à đúng rồi r Chính chấm thêm thực đơn đúng không nào và là thực đơn có thực đơn không chúng ta có chữ thực đơn không ta có đó được không được rồi đúng không rồi tương tự như vậy cho thằng nào ừ thằng bàn ăn thôi bàn ăn chúng ta nè đây kéo lên phương thức on review của nó thay vào đây luôn ok thì đây chúng ta sẽ là bàn ăn tên bàn ăn vậy là bàn ăn chưa có đúng không danh sách bàn ăn có không không có luôn vậy chúng ta sẽ là Danh sách bạn ăn ha Vậy chúng ta đặt tên chuỗi cho nó ha Đặt chuỗi cho nó Chain nem, Bạn À bàn ăn Rồi ở đây sẽ là Bàn ăn Rồi tắt nó đi Rồi ở đây sẽ là Bàn ăn Rồi ok Chúng ta chạy lên thử nha các bạn Rồi ok ha các bạn Rồi chạy chạy lên. Rồi chúng ta thử nè. ta nhập lại ha. 1 2 3 4 5 6 ok. Rồi, lít vào thẳng thực đơn. Thực đơn đúng không, các bạn, click vào thẳng trang chủ là bạn ăn. Đúng không? Còn chúng ta sửa lại trang chủ cũng được. Đó tùy các bạn. Rồi, được chưa các bạn? Vậy là chúng ta đã ok đúng không? À, đúng không? Rồi, bây giờ mình nhắc lại ngày hôm nay mình đã làm cái gì ha. Thì ngày hôm nay các bạn thấy là gì? Trước tiên á, đầu tiên có phải là mình làm gì các bạn? À, mình làm mình bắt sự kiện click của thằng thực đơn đúng không? vì mình làm vào đâu các bạn đúng rồi mình vào thằng trang chủ tvt đúng không mình bắt sự kiện ở thằng nào ở on navigation item chấm selected đúng chưa và mình xét sự kiện lít cho thằng item thả thực đơn à rồi sau đó các bạn thấy là gì có phải là khi lít vào item thực đơn chúng ta cần gì à hiển thị một phép mình thực đơn vậy đó là lý do mình tạo thêm một phép mình là đây các bạn à hiển thị thực đơn đúng nào rồi thì có phải là trong hiển thị thực đơn chúng ta sẽ có một cái menu đúng không thì trong hiển thị mặt đơn mình đã vậy mình đã tạo ra một menu tâm để cho gì chúng ta ép menu vào đúng không thì sau khi chúng ta ép menu vào thì chúng ta gì các bạn click vào đây đúng không thì chúng ta chuyển qua giao diện là thêm thực đơn bởi vậy mình vậy bắt sự kiện click của thằng menu mình mới vừa tạo đúng không và mình chuyển qua giao diện là thêm thực đơn activity và mình cũng đã tạo ra là thêm thực đơn activity à thì như vậy ngày hôm nay chúng ta đã xử lý xong phần à, thêm thực đơn và giao diện của thêm thực đơn. Thế và sau chúng ta sẽ xử lý thằng thêm loại ha, thêm loại thực đơn và chúng ta sẽ load vào winner loại này. Được cho các bạn? Xin chào và lại các bạn.